Chào mọi người đến với kênh em hô của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một dự án Flash Fantuco nhận 25 token FLB $50 cho dự án này nha tất cả các bạn. Mô tả của mình mở cái Telegram, cái bấm nút start chat chatbot này các bạn. Chương trình góp này nó sẽ phong phát ngày 1 tháng 2 năm 2021 nha tất cả các bạn. Thì các bạn lướt tra nè các bạn. FR. Các bạn cứ kiếm những cái token free nha tất cả các bạn. Mai chịu lên giá, biết đâu chúng một hai tôi cần có giá trị sau nha các bạn. Mình thì cảnh gọi mà làm airdrop không ai. Mình cũng đang chay nhưng mà về như mình rảnh mình kiếm những tôi cần free các bạn để đó đó. Rồi, các bạn vô. Rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller. Con này tới 3 kênh nữa ta. Rồi. Telegram con giao nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nè. Rồi các bạn vô tiếp kênh seller nữa các bạn. Các bạn làm tất cả những nhiệm vụ trong mạng xã hội của nó đây các bạn. Đây người góp này cũng khá là uy tín đó. Rồi các bạn follow Twitter nữa các bạn. Nó tới 2 kênh nè. Các bạn lưu ý nha các bạn. Twitter dòng đầu thì các bạn like và đi tiếp với comment nha các bạn. Khoan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn trích dẫn với tweet nè các bạn. Các bạn ghi một dòng đầu nha không được đó. Good này drop. Và các bạn bình luận cho nó cũng được nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi tờ Twitter thứ hai thì các bạn cũng like và retweet thôi các bạn, khỏi cần. Nó tới hai kênh tờ Twitter. Rồi tờ Twitter này thì các bạn chỉ việc like nè các bạn. Rồi các bạn tờ tweet lại thôi các bạn. Tách lại là được rồi. Ok rồi. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào nút submit đi tên nè các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ cái đường link profile tại Twitter của tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào ba chỗ gạch trên cùng, nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Bạn nhấp vào góc bên tay trái, bạn bấm vào chia sẻ nha tất cả các bạn. Rồi bạn nha bạn. Rồi bạn bắt vào đây nha bạn. Cái máy của mình nó bị khùng khùng vậy các bạn. Bữa hồi nó chạy mượt lắm, bữa hồi nó bị đơ nha các bạn. Rồi mình đã copy lộn rồi các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút xíu các bạn để mình bỏ các bạn, mình copy lộn cái ấy. Rồi các bạn gửi tiếp tục Twitter của Twitter mình các bạn. Ủa xin em Twitter mình nữa. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ với ETH, địa chỉ với chocolate, máy chocolate, các bạn copy địa chỉ ETH các bạn. Nãy tên Twitter của mình copy không được. Các bạn lướt xuống nha các bạn. Giá ETH lên khá là cao các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Thôi càng khó mà phân phối. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi bấm don nha các bạn. Rồi bấm set nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance để check số cần nha các bạn. Mình đã nhận được 25 token này, quýt giao thôi. Rồi chương trình này tôi cần là quý sĩ sẽ cho rút vào ngày 20. Có nói gì thôi chứ thật ra trên thông ấy thì tháng 2 mình có thể rút được các bạn. Vậy video đây kết thúc. Mình sẽ tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại những video clip tiếp theo từ mình nhé.